Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý anh chị và các bạn một cái loại cây rất gần gũi và quen thuộc với chúng ta. Đấy là cây lá bóng. Không chỉ là chữa bóng hiệu quả mà còn hàng trăm nghìn cái công dụng khác của cái loại cây này. Thì cây bóng thường được nhân dân ta trồng để làm cảnh và hái lá chữa bệnh. Trong đông y thì lá bóng có vị chua, chát, tính mát, chủ trị các cái chứng bỏng do nhiệt, bầm tím da, đau đầu, bệnh chỉ, mụn nhọt, chốc lở. Từ lâu thì cây bóng là một trong những loại cây thuốc quý được nhân dân ta sử dụng trong cái việc mà chữa trị nhiều loại bệnh thường gặp, là một loại cây quen thuộc với hầu hết rất nhiều người. Nhưng những cái tác dụng cực kỳ diệu của nó thì không phải ai cũng biết hết được. Và cây thuốc bóng còn có các tên khác như là cây sống đời, diệp sinh căn, lạc địa sinh căn, tức là rơi xuống đất sinh rễ. Cây mọng nước, phiên lá dày chứa nhiều nước, lá mọc đối xứng hai bên, lá nguyên hoặc là xẻ ba thủy, phiên lá màu xanh, thân cây hình tròn nhẵn có đốm tía, có chiều cao trung bình từ 30 đến 50 cm. Cây sinh trưởng bằng lá từ nách của các cái phía ngoài của mép lá, có thể là mọc ra các cái cây con. Và đặc biệt là cây thuốc bóng ra hoa từ dịp Tết Nguyên Đán đến khoảng tháng 5, hoa có màu hồng, màu đỏ hay là cái màu vàng, hoa mọc thành chùm rất bền và đẹp, nên là hiện nay ở Việt Nam cây thuốc bóng thường được trồng để làm cảnh. Cây thuốc bóng có vị nhạt, chua nhẹ, hơi chát, tính mát, lá bóng không chứa độc. Theo đông y thì cây lá bóng có cái tác dụng là tiêu viêm, giảm đau hiệu quả, tiêu độc, hoạt huyết, giúp vết thương nhanh lên da non. Và tác dụng của cây lá bóng đặc trưng nhất chính là trị bóng, đúng theo cái tên gọi của nó, dùng để chữa các cái chứng bỏng do nước sôi hoặc là do lửa. Bên cạnh đó thì cây lá bóng còn được sử dụng để điều trị bệnh sỏi thận, cao huyết áp, bệnh gút, những cái bệnh ngoài da có khả năng để giảm đau, giảm sốt, giảm ho và điều hòa kinh nguyệt của chị em phụ nữ. Và dưới đây là một số bài thuốc từ cây thuốc bóng. Thứ nhất là chữa bóng do nhiệt, trị chấn thương do tai nạn, té ngã, bầm máu. Thì chúng ta lấy một nắm lá cây thuốc bóng, rửa sạch và ngâm vào nước muối loãng để khử trùng, sau đó giã nát, đắp trực tiếp vào các cái vết thương đau trên da. Thứ hai là giảm ho viêm họng, thì chúng ta hái 3 đến 4 lá sống đời, tức là lá bóng đấy, rồi rửa sạch, ngâm với nước muối loãng, sau đó nhai sống cùng một chút muối, từ từ nuốt cả nước lẫn bã, sao cho các cái chất lá bóng thấm vào cổ họng mỗi ngày 4 hoặc là 5 lần. Thứ ba là chữa mất ngủ, người lớn, trẻ nhỏ. Hái lá cây thuốc, rửa sạch, ngâm nước muối. Đối với người lớn, dùng lá đã rửa sạch, nhai sống, ngậm rồi nuốt cả nước và bã. Đối với trẻ em thì dùng lá giã nát, lọc lấy nước cho trẻ uống. Sử dụng liên tục 5 đến 7 ngày, sẽ có được giấc ngủ ngon. Và cái bài thuốc thứ tư là chữa viêm xoang mũi. Lá cây thuốc bóng, rửa sạch rồi nhét vào lỗ mũi. Hoặc là giã nát lá cây thuốc bóng, chắt lấy nước nhỏ vào mũi, sử dụng 4 đến 5 lần trong ngày. Trường hợp bị viêm cả hai bên lỗ mũi thì chia ra mỗi lần nhét lá cây thuốc bóng vào một bên. Bài thuốc thứ năm là chữa đau lưng, nhức mỏi xương khớp. Lấy 3 đến 5 lá thuốc bóng có bán rộng, rửa sạch để ráo nước, hơ lá bóng lên bếp cho đến khi mà lá mềm và nóng. Sau đó đắp vào khu vực bị đau nhức. Khi lá bóng nguội, tiếp tục lấy lá mới, hơ nóng và đắp lên da, thực hiện mỗi ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần từ 10 đến 15 phút để xoa dịu cơn đau. Không nên đắp lên da khi mà hơ lá cây thuốc bóng quá nóng để tránh bị bỏng da. Thứ sáu là trị viêm loét dạ dày, viêm nhiễm đường ruột. Lấy một nắm lá cây thuốc bóng, rửa sạch, đem vỏ nát, sắc lấy nước đặc, chia hai lần uống trong ngày. Thứ bảy là chữa say rượu, giải rượu. Thì chúng ta lấy một nắm lá cây thuốc bóng, nam lấy 7 lá, nữ lấy 9 lá, rửa sạch, khử khuẩn. Cho người say rượu ăn hết cái chỗ lá bóng trên, sau khoảng 10 đến 15 phút sẽ thấy người tỉnh táo hơn. Thứ 8 là chữa cao huyết áp, đau đầu. Lấy một nắm lá cây thuốc bóng, sắc lấy nước, sử dụng nước sắc uống mỗi ngày 2 lần. Và bài thuốc thứ 9 là chữa táo bón, sốt nóng ở trẻ em. Dùng lá cây thuốc bóng nấu nước, lấy nước cho trẻ uống, chia 2 lần uống vào buổi sáng và buổi tối. Thứ 10 là chữa bệnh kiết lỵ. Thì chúng ta lấy lá bóng 40 g, cỏ xeo gà và lá mơ lông mỗi vị 20 g, cam thảo đất 16 g, tất cả các vị trên đem rửa sạch, nấu nước uống thay trà trong ngày. Mỗi ngày dùng một thang, sau 3 đến 5 ngày sẽ thấy hiệu quả.
Thứ 11 là chữa mụn nhọn, chốc lở. Thì chúng ta lấy lá bóng 30g, lá táo 20g, lá đại 15g, rửa sạch các loại lá trên và ngâm trong nước muối, giã nát và đắp vào nốt mụn. Mỗi ngày thực hiện 1 đến 2 lần, chỉ áp dụng canh này khi nốt mụn chưa có mủ. Thứ 12 là chữa viêm đại tràng. Lấy 21 cái lá bóng, rửa sạch, khử khuẩn. Chia số lá bóng đã chuẩn bị làm 3 lần ăn trong ngày, mỗi lần ăn 7 lá. Sử dụng kiên trì sẽ thấy có hiệu quả. Trẻ em từ 5 đến 10 tuổi dùng liều bằng khoảng nửa của người lớn. Và bài thuốc thứ 13 là chữa đau mắt đỏ. Buổi tối lấy 2 đến 3 lá cây thuốc bóng, rửa sạch, khử khuẩn, giã nát lá bóng. Tắt lấy phần nước để uống, phần bã cho vào một miếng vải gạc y tế đắp vào mắt. Sáng hôm sau mới tháo ra và rửa lại bằng nước muối sinh lý. Và tác dụng thứ 14 là chữa sốt xuất huyết. Lấy một nắm lá cây thuốc bóng, nấu nước uống. Trong ngày đầu bị sốt, uống 3 đến 4 lần trên ngày, mỗi lần 100 ml. Từ cái ngày thứ 2 trở đi thì uống 2 lần trên ngày, mỗi lần 50 đến 60 ml. Tác dụng thứ 15 là chữa bệnh viêm tai giữa cấp tính. Lấy một vài lá cây thuốc bóng rửa sạch, ngâm bằng nước muối, giã nát rồi tắt lấy nước, dùng nước tắt được nhỏ vào tai, sử dụng 2 đến 3 lần trên ngày. Và thứ 16 là chữa xơ gan cổ trướng và các cái loại viêm gan. Thì lấy một nắm lá cây thuốc bóng vào buổi sáng, tốt nhất là lấy lá cây thuốc bóng sống trong bóng dâm, rửa sạch, đem sắc lấy nước để uống, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 100 ml, dùng liên tục và kiên trì. Và tác dụng thứ 17 là chữa hôi nách. Lấy nắm lá cây thuốc bóng, rửa sạch, khử khuẩn, giã nát, tắt lấy nước để uống, còn phần bã dùng để xoa vào vùng nách. Mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, dùng liên tục 5 đến 7 ngày sẽ có hiệu quả. Và tác dụng thứ 18 là chữa mồ hôi trộm ở trẻ. Thì chúng ta lấy một nắm lá cây thuốc bóng rửa sạch, có thể giã nát, tắt lấy nước cho trẻ uống hoặc nấu lấy nước cho trẻ uống, đều có tác dụng giảm chứng mồ hôi trộm ở trẻ. Ngoài ra thì chiết xuất từ lá cây thuốc bóng còn có cái tác dụng hỗ trợ chống ung thư và tham gia bảo vệ thận. Tuy nhiên khi sử dụng cây thuốc bóng thì chúng ta nên lưu ý một số các cái vấn đề sau đây. Dùng lá cây thuốc bóng để chữa bệnh thường cho cái tác dụng chậm, chủ yếu là do cái kinh nghiệm dân gian, nhiều bài thuốc chưa được khoa học chứng minh, trong khi mà thu hái và xử lý cây thuốc bóng cần đảm bảo vệ sinh trong tất cả các cái khâu để đảm bảo các cái vấn đề vệ sinh, tránh cho cơ thể không bị nhiễm khuẩn. Kết quả điều trị bằng lá cây thuốc bóng phụ thuộc vào cơ địa và mức độ bệnh của người. Trong khi sử dụng lá bóng để chữa bệnh, nếu thấy có cái biểu hiện bị dị ứng hoặc bệnh tình ngày càng tiến triển nặng hơn thì nên ngừng dùng ngay và đến cơ sở y tế để được hướng dẫn cách xử lý. Quý anh chị thân mến, trên đây là một số những cái tác dụng của cây thuốc bóng mà có thể là chúng ta chưa biết và những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng. Và mong rằng với thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ cung cấp cho quý anh chị những cái kiến thức cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Và bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo của chúng tôi.